Delete thì không nên dùng ấy mà, như cái khuyến nghị rồi không nên dùng ấy. Không, ý nói là có một đang có đợt housekeeping á, nên đang cần delete những năm cũ á, mà cái bảng đó trước giờ chưa có bạc di sinh luôn, nên thành ra giờ không biết đường xóa làm sao. Xóa sao được, không xóa thì em phải xóa cho thành nhiều ngày. Thì giờ làm như vậy thì không biết chừng nào xong luôn á, tại Nhiều khi đơn vị phải nó một tháng trời đấy, khoảng 2 tháng trời. trời, bởi vì em làm một công lệnh một phát em chỉ cần gõ, ví dụ như em bảng đấy nó lưu tầm khoảng 10 năm rồi, em gõ delete mà seed trừ 7 hạn thế đúng không, nếu đơn seed trừ 7 thì là treo hệ thống không bao giờ xong được, chết ngay hệ Không thống không đấy, chạy được. không bao giờ chạy được đâu. Bây giờ chỉ có là đúng là chia chia nhỏ để chị, ví dụ như em có thể có 10 tiến trình nhưng mà nó vẫn sinh ra cài nhiều lắm. Dạ đúng. Cái đấy thì đơn giản như bây giờ này, như trong cái phần 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 kiểm tra chính thức này thì nó có phần là tạo ra bảng mới. Bây giờ em chỉ có cách là tạo ra bảng mới trong mục dữ liệu cần thiết nào sang bảng mới đó, bảng kia chỉ để tra cứu. Có nghĩa là buộc phải tạo bảng mới xong Chính rồi xác, mua những dữ liệu cần giữ chính xác, lại chính xác, qua chính rồi xác. sau Ừ, tạo trên bảng kết Python thôi này. Ừ, khi nha. mà sau này em đã làm được cái Python rồi, em làm rất dễ, em đến trang trang kết rồi phát là xong đúng không, rõ ràng. Mà cái task đấy thì hướng tới là sẽ là tự động hóa, tự động hóa sẽ có cái thủ tục ở đây, tự động hóa bởi vì sau học 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 xong mọi người phải nghĩ ngay về cái tự động hóa ở mức OS và mức database. Đối với người database thì đủ, các cái phần mà tự động hóa thì cũng up lên đây này, vận hành tự động này, automation này. Nó sẽ quay quần một cái thôi. Thấy thầy thầy có thể áp chia sẻ thêm một cái nữa liên quan đến tầm khoảng 100 cái thủ tục phía database như đây. Chắc là chả có gì, nó là bí kíp bao năm này thầy thầy thích nghĩ thôi, chia sẻ cho mọi người thôi. Đấy, lên đây nhá. Phần admin này. Các phần tự động. Còn lần kia thì em buộc phải làm như thế thôi, không có gì nào khác đâu, em đừng có xóa mất công. Đừng nào. Trong nói chung là trong công việc của mình cũng thế mà. Trong một ngày của mình sẽ xác định xem là những cái việc nào mà mình đem lại hiệu quả cho mình nhiều nhất, cái gọi giá trị cho mình nhiều nhất thì cố gắng chọn ra mà làm. Tất nhiên mình không phải ngại việc, bởi vì cái thời gian của mình nó không có hữu hạn, thời gian của mình hữu hạn. Đúng không? Làm 8 tiếng về nhà làm một vài tiếng nữa thôi. Thì mình nên cố gắng chọn. Tất nhiên lúc đầu mình mới vào ấy, thì phải gì mới phải làm, nhưng mà khi mà level mình tăng lên hàng ngày rồi, mà nếu mà thật sự mình có người giúp thì kiểu gì cũng ở dưới mình có nhiều thằng nó làm, nó muốn học cái đấy, mình giúp nó đẩy cho nó những việc vừa thôi đấy, để mình làm chọn những việc mà giá trị nhiều hơn để mình làm. Còn nếu mà không mọi người phải ôm hết thì phải làm hết thôi, thì những cái gì mà tự động hóa được thì mình áp dụng tự động hóa vào thì cho nó nhàn đi. Xóa lốc OS, xóa lốc của ứng dụng, xóa extra file tự động trên database, add Python tự động, rồi xóa các cái drop những cái Python cũ là đấy, đấy có hết mà, nó kin các thứ thì khi đó nó tự động hết thì ngon mà, bị nhàn đấy. Đấy. Có quy định của lại đi bây có mỗi là tạo một cu so. Thực thi emulate cái cu so đó, duyệt cái cu so, loop and loop mỗi thế, cơ bản đấy, không khai báo thêm vài cái nha. Thực thi tự động ấy, tự động như mình thôi, đặt job cho nó.